bạn có ký hiệu là khoan các bạn coi BXTK nha bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like và một subscribe để ủng hộ kênh để cập nhật những video tiếp theo nha bạn. Rồi đầu tiên mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop, các bạn log out vào A cộng nè. Các bạn log out nha bạn. Trò này là một kèo hot luôn nha các bạn. Rồi, sau khi các bạn log out rồi, các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Các bạn join like Facebook nè, follow server này nữa các bạn. Rồi các bạn subscribe kênh Yubi để nhận token nha các bạn. Rồi các bạn ép địa chỉ với hàng RC20 giao quá lịch cho đây nha các bạn. Rồi. Feed name, last name. Rồi các bạn đăng ký các bạn ơi. Các bạn đăng ký feed name, last name, email đây rồi bạn bấm continue nha các bạn. Mà này mình chưa đăng ký các bạn, chưa có check mail. Để mình đăng ký luôn thôi các bạn. Rồi các bạn đăng ký xong rồi các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Đầu tiên feed name, last name, email rồi các bạn login email và mật khẩu để bảo mật cái tài khoản của mình nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha, để mình làm một cái nhiệm vụ demo cho các bạn nha. Bỏ này đi. Giờ mình follow theo word đi. Rồi các bạn bấm vào follow theo word nè. Để nhận tốc cần nha các bạn. Lâu quá. Mai lâu gian lâu quá. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn đã nhận được 100 token nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Rồi các bạn làm tiếp nhiệm vụ nha. À, cũng nhiều à, 100, 200, 300, 400, 2500 ạ. À.